trước và dòng mạch nhũ. Dòng mạch giang thức trước thì sẽ đi ra phía trước và nuôi nuôi cục tim phía trước, và động mạch đầu mũ sẽ đi ra phía và nói và đi xuống dưới mõm tim và nói với động mạch giang thức sau để nuôi để nói với động tuần hành cung động mạch. Và động mạch mũ thì sẽ vòng qua phía sau theo gãnh vành và sẽ nói hoặc không nói với động mạch giang thức sau. Vì vậy mà khi mà mình bị tắc nhánh mũ của động mạch đầu trái thì sẽ bị thiếu máu sẽ bị thiếu máu vào vùng vùng tim, vùng nhĩ hoành, và hoặc là mình sẽ bị tắc động mạch đầu phải thì sẽ bị thiếu máu như thiếu máu vùng nhĩ vùng hoành. Khi mà mình bị tắc cái nhánh giang thức trước của động mạch đầu trái thì mình sẽ bị thiếu máu từ tim trước. Sự liên quan giữa giải phẫu và nhồi máu cơ tim thì ở đây thì nhồi máu cơ tim của động mạch thành trái sẽ nguy hiểm hơn là nhồi máu cơ tim của động mạch thành phải, bởi vì bạn mất mình bởi vì động mạch thành trái khi mà bị nhồi máu cơ tim động mạch thành trái thì chỗ thất thất trái nó sẽ thiếu máu nuôi và khả năng bóp nó bị hoại tử, và khả năng bóp máu lên phổi sẽ giảm nhiều và ngoài biên rồi. Thường thì nguy hiểm hơn nếu mà vị trí tắc ở nhánh phân ở phần nhánh trước của động mạch bên trái là và giang thức trước, và ở đây và ở chỗ này nếu mà mình bị tắc nhánh chỗ này thì nguyên cái phần tiến phía trước thì mình sẽ bị hoại tử thiếu máu. Động mạch bên phải mà nếu tắc nhánh nuôi nút xoang thì sẽ dẫn tới thiếu máu nuôi nút xoang và làm giảm nhịp tim. Ở đây động mạch bên phải có chức năng là vừa nuôi thất thải, vừa nuôi nút xoang, một phần ba các nuôi thất trước. Nếu mà mình tắc nếu mà tắc ngay nút xoang, ngay động mạch là nuôi nút xoang là động mạch ở bên trong cái này không, cái hình này nó không thấy thì sẽ bị thiếu máu cơ, thì sẽ bị suy nút xoang. Ở đây là nhà nãy tôi có nói là nhà máu cơ tim của động mạch bên phải sẽ không ảnh hưởng tới thiếu máu cơ tim vùng hoành, nên là khi mà mình chẩn đoán nhà máu cơ tim vùng hoành thì phải cần đo thêm chỉnh đạo quản R3 và R4. Triệu chứng cơ năng của nhồi máu cơ tim là đau ngực thường gặp nhất là đau ngực đau sâu, đau có cảm giác như là bị đá đè bóp chặt giữa ngực sau khi ức. Thời gian thì không có thể là từ 5 tới 10 phút, mà có thể là thường là trong khoảng từ 5 tới 15 phút và không quá 1 giờ. Đau nó có thể lan lên vai, cổ, hàm hoặc là đặc biệt là xuống cánh tay trái. Lý do thì có nhiều nguyên nhân, có nhiều giải thích nhưng mà chưa có giải thích nào hợp lý nhất. Rồi ngoài ra thì có một số triệu chứng khác như là vã mồ hôi, buồn nôn, chóng mặt, bất tỉnh, mệt mỏi, mệt nhọc, khó thở, tim đập mạnh, tái nhợt. Triệu chứng thực thể đầu tiên là huyết áp ban đầu là có thể cao do bị tăng huyết catecholamine hoặc giảm thấp do trong trường hợp là suy tim nặng hoặc là sốc. Mặt thì cũng vậy, có thể ban đầu thì nó có thể là nhanh và sau đó thì nếu mà chuyển biến xấu thì nó sẽ chậm dần và mất luôn. T1, T2 thì thường là nhỏ, có thể nghe được T3, T4 ở âm thổi cuối tâm thương ngắn, âm thổi có thể được nghe âm ẩm tim, tĩnh mạch cổ nổi nếu mà nhồi máu cơ tim thất phải, nhiệt độ thường là tăng khoảng 38 độ C trong tuần đầu gan phổi, có thể nghe được gan ẩm, hai đáy phổi. Về chẩn đoán đầu tiên là mình dựa vào tiền sử của bệnh nhân, thứ hai là khám lâm sàng, thứ ba là cận lâm sàng. Cận lâm sàng có cận lâm sàng hình thái và cận lâm sàng về mặt chức năng. Cận lâm sàng hình thái học có thể có điện tâm đồ, đây là ST chênh lên sóng, thay đổi sóng T sau khi cơ tim bị hoại tử, sẹo hành sẹo thì có thể biến đổi sóng quy. Nhưng đối với một số bệnh nhân đôi khi có nhà máu cơ tim nhiễm tâm đồ hoàn toàn vẫn có thể bình thường. Về siêu
anh thì có gói lợn vùng, có gói lợn vận động vùng khu trú, vùng còn lại thì sẽ tăng động bù trừ. Khi không thấy bù trừ có nghĩa là tổn thương nhiều động mạch hoặc tắc nghẽn đã được thông thương. Chất trị điểm ở đây thì chủ yếu là CKMT và troponin T và Y. CKMT thì dùng để chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp sớm khi mình và bệnh nhân đến sớm, gần đạt đỉnh khoảng 24 giờ đầu và trở về bình thường 48-72 giờ. Giá trị của CKMT là 95% thôi đối với những bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim sớm. Và troponin Y và T thì là đặc hiệu nhất, chỉ tăng khi nhồi máu cơ tim hoặc suy tim rất nặng. Giá trị chẩn đoán là như nhau, thường tăng vào giờ thứ ba và có thể kéo dài từ 4 đến 5 ngày. Bây giờ phải xin tôi tiên là dựa vào lâm sàng thì cơn đau thắt ngực cộng có ECG có nhồi máu cơ tim và men tim tăng thì trên 99% là chẩn đoán đúng. Còn theo tổ chức y tế và các bác cô thì phải có 2 trên 3 tiêu chuẩn. Đầu tiên là phải có đau thắt ngực trên 20 phút thay đổi một loạt hai tâm đồ cách nhau vài tiếng và men tim tăng tăng và giảm. Phân loại nhồi máu cơ tim theo chi tiết thì có 4 loại. Loại 1, độ 1 là hoàn toàn không có ứ huyết phổi. Loại 2 là ra ẩm ở vùng 3 dưới đáy phổi hoặc cơ tim ngực phi T3 đơn độc. Loại 3 thì có phù phổi cấp do biến chứng suy tim trái nặng hoặc là do biến chứng xa van 2 lá cấp. Độ 4 là tụy tim mạch do và sốc cho tim. Về điều trị nội khoa. Điều trị nội khoa là cần chống đông tiêu sợi huyết trong 3 giờ đầu, giảm nhu cầu oxy bằng thuốc beta nếu không có suy tim hoặc lốc thất, duy trì thở oxy tùy theo SpO2. Cụ thể theo chống đông thì có heparin thời gian dùng trung bình là 5 ngày, 25 ngày đơn vị chia cho 2 lần trên 20 trên 12 giờ, truyền tĩnh mạch, chống kích tập tiểu cầu, aspirin được khởi đầu là từ 162 đến 325 mg, sau đó là 75 đến 160 mg trên ngày, labiocel được tải là 300 mg, sau đó là 75 mg trên ngày, đi chát chế beta. Hay là đặt stent. Về chụp mạch vành và đặt stent thì cần được cân nhắc. Khi mình nếu mà muốn đặt stent thì phải cân nhắc dựa vào tiên lượng của thang điểm Gini. Thứ nhất là tuổi trên 65. Hai là có 1 trong 3, có ít nhất 3 trong 5 yếu tố nguy cơ bệnh mạch vành. Có đái tháo đường, cao huyết áp, béo phì, hút thuốc lá. Tiền căn gia đình có người thân bị bệnh mạch vành sớm hơn 55 tuổi ở nam và 65 tuổi ở nữ. Đã có chẩn đoán bệnh mạch vành là hẹp trên 50% động mạch thượng vị thượng tâm mạc, đang dùng aspirin trong 7 ngày gần đây, đau thắt ngực ít nhất 2 cơn trong 24 giờ, ECG có ít lên trên xuống hoặc trên lên, tăng men tim mỗi một ngày là 1 điểm, nguy
nguy cơ tử vong nha. Như ngành marketing hoặc cần can thiệp mạch vành trong 14 ngày, thấp là từ 0 tới 2 điểm, vừa là từ 3 tới 4 điểm, cao là từ 5 tới 7 điểm. Tiên lượng tiếp theo là vị trí nhồi máu bên trái thì tỷ lệ cao tử vong cao hơn là vị trí nhồi máu cơ tim bên khớp trái, thì tỷ lệ tử vong cao hơn là nhồi máu cơ tim bên khớp phải. Vùng nhồi máu càng rộng thì tỷ lệ tử vong càng cao, tỷ lệ giai đoạn thì tử vong sẽ giảm dần theo số ngày của bệnh. Dự phòng điều trị các yếu tố nguy cơ, tập thể dục đều đặn, tốt nhất là đi bộ. Thuốc thì dùng aspirin lâu dài, có thể dùng Ravelosel nếu bệnh nhân chịu chống chỉ dùng aspirin, ức chế beta để giảm tỷ lệ nhồi máu cơ tim tái phát và tỷ lệ tử vong, ức chế men chuyển giảm tỷ lệ tử vong sau nhồi máu cơ tim và cải thiện chức năng tim trái, điều chỉnh rối loạn lipid, đường huyết và huyết áp. Rồi bây giờ chúng ta tập trung trả lời.